cà chua 5.000 ký lên cô ơi. Kênh chợ đầu mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá rau củ quả tại chợ đầu mối Hóc Môn lúc 5 giờ chiều, quý vị, 5 giờ chiều ngày 22 tháng 3 năm 2024, là nhằm ngày 13 tháng 2, là mai là ngày cúng, quý vị. Thì bây giờ là đồ là rẻ nhất, rau củ quả mà 5 giờ chiều là bên đây, bên kia, bên kia. Chung quay ra chiều á thì rau củ quả có rẻ rồi, cũng mà người tiêu dùng đi mua cũng rất là đông, quý vị thấy kiểu này cũng họ lựa cũng tươi vui, cũng đông đông lắm anh chị em ơi, mà người mua có một ký cà chua có 5.000 đông lắm, nhưng mà không có mua nhiều, mua tiêu dùng quý vị lựa. Nhưng mà đồ thì nó cũng không rẻ, nhưng gì có cà rẻ, có cà chua thì 5.000. Đậu que nè, 5.000 ký à, có đủ rồi. Cà chua này là 5.000, anh Phước anh rau 5.000 ký à. Mày ký, ký, ký. Cái gì nữa em? Bí đỏ đi. Bí đỏ, bí đỏ đi, bí đỏ. Bí đỏ có cứng nhắc không? Cứng nhắc luôn. Bí đỏ cũng cứng nhắc. Bán đồ cái gì cũng cứng hết trơn. Cà rốt 8.000 cái gì ký. Còn đậu, đậu phộng tươi 20.000 đồng một ký. Su hào là 10.000 ký. Đậu que nè quý vị, đậu que 25.000 ký. Đây là giá bán lẻ nha quý vị. Chiều chiều mà đi tới cái khu mà giữa A16, A18, A14 quý vị, là mình mua rồi thôi, nó rẻ, nó rẻ nhất chợ luôn á. Này bí bắc nè 10.000 đồng ký nè, đó ở ngoài kia đó là họ bán tỏi quý vị, bán tỏi, bán củ hành. Anh chị này là phải có cái nghề quý vị, có cái nghề mình lột củ tỏi, lột củ hành. Lột củ tỏi, lột củ hành để ở ngoài đó mới có bán quý vị. Rồi rồi, cái này là một bao tỏi là bao nhiêu ký? 20 ký, một bao tỏi 20 ký, vậy là mình lột một bao tỏi này là 35.000 à. Một bao tỏi 35.000, 20 ký. Đó thì anh chị là lớn tuổi đó, thì cứ ngồi đây mình lột, mình tới dựa đó, cái mình ngồi mình lột sạch ra như vậy nè. Đó,
20kg hả? 20kg tỏi là 35.000. Lột từ cái nó dày, lột ra nó sạch bách vậy quý vị, là được 30.000. Còn đây là củ hành nha quý vị, cái này là hành, này hành Phan Rang ha, củ hành Phan Rang cắt này nè nha quý vị. Đó thì từ bên đây đó như vậy nè, anh chị mà cắt ra như vậy thì mình làm công đó quý vị. Mình cắt ra một bao củ hành là bao nhiêu tiền? Bao củ hành 50kg căng 250 à, là 3.000 đồng một ký. Một bao củ hành 50kg là mình cắt hết một bao như vậy là 150.000 nha quý vị. Rồi dơ là mình phải lột ra nha quý vị. Đó, thì một ngày như vậy coi vậy chứ nó cắt lâu lắm nha quý vị. Ngàn bao vào là chị chia sẻ đó, chị nói là chị một ngày là cắt được có một bao củ hành thôi nha quý vị, là được 150.000. Đó, cái người lao động coi vậy chứ vất vả lắm nha quý vị, mà nó cái tiền thu nhập cắt ngồi cắt ngày một bao rồi còn ăn uống cả ngày nữa nha quý vị. Sáng giờ đó mới hết bao đó. Mà sáng giờ mới hết bao á, thấy thương không? Đó hết bao. Không bằng lấy gì ăn. Đó nó sạch. Nó lớn tuổi làm gì nghe. Đúng rồi. Dạ thuê nhà trọ một tháng là 1.500.000 tiền phòng. Ăn uống nữa. Đúng rồi. Cầu chúc cho anh chị khỏe mạnh đi, mình làm ít tiền ha, nó đừng có bệnh ha, rồi cũng đỡ ha. Nhưng mà nó bệnh rồi cũng tốn kém. Vất vả. Tại vì một ngày chỉ cắt được có một bao củ hành thôi. Mấy chục bao thuốc nam uống đây. Vậy hả, bệnh vậy? Bệnh nhất nhất ngồi rồi ngồi cuối xuống cũng như là bệnh giống kiểu mà mỏi á ha, bệnh nghề nghiệp á, mình ngồi cứ một tại chỗ nè rồi mình làm cái động tác đó, mình cứ làm liên tục á, giờ sức khỏe không có đó, nó mỏi. Nhức mỏi giờ lớn tuổi rồi đi làm vậy nha quý vị. Thì hôm nay video của mình ra cập nhật giá, thấy anh chị mình muốn chia sẻ đến quý anh chị em cộng đồng mạng cuộc sống mưu sinh của bà con ở trong chợ. Thì có người bán hàng thì cũng có người phải làm hàng, cắt củ hành lột củ tỏi nè, nó mới ra ngoài họ mới có họ bán cái gì. Nghe anh chị tâm sự thấy thương quá vì đó, giờ lớn tuổi rồi cắt một ngày như vậy mới được bao củ hành 50kg là 150.000. Tỏi là nếu mình lột ra là được ngày được có ba bao, người được có ba bao à, ngon mấy củ còn ba củ là hết ba bao á, là được 105.000 đó, 105.000 nha quý vị, còn ba củ mới được 105.000 lột ra như nè, thương anh không? Nhưng mà giờ lớn tuổi quý vị, lớn tuổi phải làm đó. Thì ngoài đó là anh em còn trẻ đó thì bán, còn người lớn tuổi thì ở trong đây thì làm vậy đó quý vị, dây chuyền làm vậy. Tại vì người tiêu dùng của mình có đi mua sắm thì nó ngày ha, thấy họ bán cái hành tỏi như vậy chứ đâu phải mà có mà tự nhiên mà có đâu, còn phải lột, phải lọt vào, phải lựa sâu, lựa này lựa kia ra quý vị, rồi nó mới có đẹp, mình mới lại mình mua. Rồi cảm ơn anh chị nha, hôm nay anh chị chia sẻ cái nghề lọt củ hành, lọt củ tỏi đó, cái giá lọt là cái công á, cái công lọt là như vậy nha quý vị. Rồi hết rồi đó, 105.000 á, từ hồi sáng tới giờ á, hai ông bà là làm được 250.000,
mà còn ăn trưa nữa, ăn sáng ăn trưa cũng như là cơm á là mình ha, à cơm mình, cơm nước của mình, rồi về còn phải tá tiền nhà trọ nha quý vị, đi làm cũng lắc sắc vậy đó, rồi cũng không có tiền nhiều mà còn phải nhà trọ, nó thấy thương quá trời. Bởi vì cuộc sống khó khăn rồi, bây giờ này quý anh chị em mà đang có việc làm thì mình ráng giữ cái việc làm của mình để mình làm nha quý vị, chứ giờ làm khó khăn mà. Đó, như anh chị lớn tuổi rồi mà lại làm vậy đó, không có tiền, làm vất vả cả ngày, ngồi á ê ê lên mỏi cổ á, chỉ đó là chỉ mua thuốc uống á. Lớn tuổi rồi cũng 70 tuổi quý vị. Tiếp hả, tiếp hả, ổng vô ổng chưa chịu về nè. À để cho nó mềm sáng làm phải không, vậy là đủ phải không? Sáng mai ghé uống cà phê với tụi em nha. À, cứ nói ông anh đó lớn lớn tuổi, anh em với mình đã sáng uống cà phê chung quý vị. Đây nè quý vị, đâu phải mà nó dễ có một đống tỏi như vậy mà nó đẹp như vậy đâu, phải qua công đoạn lột nha quý vị. Bởi vì mua rồi phải lột, phải sửa sàn lại nó mới đẹp rồi mới bán. Thì giá tỏi này hiện tại bây giờ là 45.000 quý vị, 45.000. Còn cái này là hành Ấn Độ nè, đâu phải là nó có dày đẹp vậy đâu, phải cắt phải dọn. Không biết nhiêu ký ký anh không? Hành Ấn Độ là 30.000 ký quý vị. Ôi gần, gần là nhiêu bạn? Gần 40, gần già nè, sạch bách luôn nha quý vị. Đừng nói nó sạch, nó ham luôn. 40.000. Khoai tây này là 14.000 đồng ký nè quý vị. Đây là 14.000. Rồi hôm nay á, là mình vô mình chia sẻ hậu trường nha quý vị. Thấy rồi, trước ta bán vậy chứ phải có người sắp xếp rồi làm hàng rồi ở trước mới có bán. Còn ở đây là khu vực này là diễn viên, diễn viên đẹp nè, cái này là diễn viên chánh nè, ở mặt tiền. Còn mấy cái kép phụ là ở cánh gà. Ở đây là A14, A16 quý vị. A14, A16 là một dựa, một chủ một. Mình đang chia sẻ video tại dựa đó. Nếu khách hàng mà muốn mua những cái món hàng mà nãy giờ mình đang chia sẻ là cứ đến dựa A14, A16 là sẽ có những món hàng này. Ồ, cái này nay có giá quá ha. 15.000 nè. Su na 15.000 nha quý vị. Trước là 4.000, 5.000 á. Rồi 12.000 là củ dền đỏ nè. Còn cái này không biết nhiêu đây, không biết. Chanh nhiêu anh? 32.000. Chanh 32.000 đồng 1 ký chanh Đà Lạt nha quý vị. Chanh mới mua người nói vậy coi được không, mua là phải mua cái thẻ trước. Cà lớn này là 10.000 nè,
còn cà nhỏ ngoài đó chút xíu là 5.000. Cà chua quý vị. À, bí bí rau xanh là nhiêu anh Râm? Bí rau xanh 20.000 đồng một ký nha quý vị. Bí rau xanh giá bán lẻ đó. Bí này là bí mắt, bí rau xanh đó, mà bí ngoài Bắc họ nhập vô á, 12.000 đồng một ký. Cà tím á, 10.000 đồng một ký. Cà nâu cà tím là 10.000 đồng một ký. Đu đủ 8.000 đồng một ký. Dưa leo cái gì 15.000 đồng một ký. Đủ cái ở đây là mình mua lựa thoải mái quý vị. Ba cái phai lăng Nhật các loại rẻ nha quý vị. Khoai lăng Nhật là có 8.000 đồng một ký nha quý vị. Còn cái này môn là môn gì anh Râm? Hả? Môn cái 10.000 đồng một ký. Hành tây Đà Lạt 10.000 đồng một ký. Môn sọ bên đây nè, 25.000 đồng một ký. Môn sọ nè quý vị. Nấu chè khoai môn á quý vị. Là cái này nè, nấu chè khoai môn nè, nhỏ nhỏ nè. Ở chứ lâu lắm rồi cũng chưa ăn chè khoai môn quý vị. Không ai nấu. À, cái môn cao này 27.000 đồng ký. Môn cao 27.000 đồng ký. Cái làm chua 7.000 đồng ký. Bên đây bên giữa A12 là bán cải quanh năm suốt tháng luôn quý vị. Cứ muốn ăn cải làm chua là đi thẳng tới giữa khu A này là họ bán quanh năm suốt tháng luôn. Riêng cái A12 này là lúc nào cũng có cải làm chua. Giữa nào không có chứ riêng cái anh mày A12 là lúc nào cũng có. Lúc nào cũng có. Đây nè. Cái anh chị đang cắt hành phân rang này nè, 30.000 nè. Đâu phải là muốn có hành vậy là đơn giản đâu. Mình mua đem về nó có lá lú nó lum được đó. Rồi cắt dọn ra nó mới nhìn nó sạch mắt như vậy nha quý vị. 30.000 đồng một ký. Ở đằng kia là xe về đó quý vị, cải á. Cải thảo Đà Lạt nó đang xuống nặng luôn. Cà gót mà 5.000 luôn hả? Còn riêng cái anh này là bán bông nha quý vị. À, 8.000 đồng một bông. 8.000. Còn này bên đây như vậy bạn? Đây 8.000. Bên đây cũng 8.000 luôn. 8.000 luôn. Bông xanh cũng 8.000 một bông, bông trắng cũng 8.000 đồng một bông luôn. Mua nhiều có được giá. Mua nhiều thương lượng luôn. Mua 10 cây tặng con gà đen. Có không? Đợi đấy rào lên ở đây mà ngồi khán giả tôi vô đây mà đòi gà chân đen là ông nhớ chưa? Nè anh này nè quý vị, anh này nói mua 10 bông tặng gà chân đen. Mua 10 bông là tặng con gà chân đen luôn. À, rồi đúng, kêu đây kiếm. Đừng có nói. Anh hai, chuẩn bị lồng gà. Chuẩn bị lồng gà anh hai. Xong rồi. Gà chân đen nha. Quá rẻ, bông cải rẻ như vậy. Khổ qua 10.000 đồng một ký nha quý vị. Bầu 8.000 đồng một ký, bầu quá quý vị. Bầu non nè, 8.000 đồng một ký, bầu. Khổ qua kế bên là 10.000 đồng một ký. Mớp hương, 10.000 đồng một ký.
bí xanh, bí xanh 10 ngàn luôn. Anh mặc áo xanh 10 ngàn luôn. Không có, vợ anh kém chết à. Có vợ đâu? Không có vợ chưa, vợ hả? Có tiền vợ không? Cho số điện thoại coi. Đang tiễn à. Có không á? Chứ ở đây mà chị Sương nói vụ mà không có chồng, có chồng nhiều người xin số điện thoại lắm rồi đó. Chưa có vợ luôn nè quý vị. Tiễn tiễn về anh nuôi nè. Ai rảnh rảnh thì nó tôi làm mai cho. À, kết nối yêu thương tiễn đi về ảnh nuôi. À, anh bạn hàng ở giữa A14, A16 nha quý vị. Đang tiễn người yêu gấp. Chị nào rảnh rảnh là về ảnh nuôi. Đang còn ở không á quý vị. Mấy anh ở bên đó giác đó. Đúng một xe Đà Lạt vô đó, hàng đó, hàng mới tinh á. Đang nhập vô quý vị. Đang nhập vô. Khu này là khu C nha quý vị. Khu C. Tu C. À. Bên đây nay em đã còn rau nhiều quá, lại giải cứu rau cho em này quý vị. Bán ở C8 nè. À, díp cá 10.000 đồng một ký hả? Ký em bán rau. Ồ, nay em có bán cái món chuối hột luôn. Chú chuối này kêu bằng chuối chuối xanh. Chú chát, sorry. Chú chát là nhiêu ký? 40.000 đồng một ký nha quý vị. Chú chát. Lâu ghê mới thấy chỗ bán chú chát. Còn giá này là nhiêu tiền ký? 8.000 một ký giá. Một bịch 35.000. À, cái món ngò ôm nè, một ký 10.000. Con này là kêu bằng kinh giới phải không? Kinh giới 15.000 ký. Rau muống bào 15.000 đồng ký. Này cũng 10.000 luôn hả? Tí tô 10.000. À, húng cây 10.000 luôn hả? Húng cây 10.000 đồng ký. Còn là lá quế. Quế 15.000 ký luôn. Lá quế 15.000 đồng ký. Cảm ơn luôn. Hạ giá. Mua rau đi bà con ơi. Dưa hường bên đó bán nhiều ký ta, dưa hường đẹp quá ha. Không biết cái bên đó nói ai bán sát lên rồi còn không biết cái gì cái gì đâu, mua đâu chứ. Dưa hường nè. Ngon đó chứ nấu canh ngọt. Đó vậy mình ráng mình cố gắng mình hỏi, tranh thủ mình hỏi đó cái gì. Vậy chứ không phải em biết là nói giá cho mình cái gì đâu mà có cái em không biết thiệt. À, đồ là lạc xuống rồi. Thành ra bây giờ này á là hàng mới nhập vô, thành ra cái hàng cũ á là họ bán cho hết. Đủ nè. Ký tô 10.000, kiếp cá 10.000 đây. Chai 8 cái gì? Mình kiều qua mình có ăn rau lá tí tô cho kiếp cá nè 10.000. Rau nhiệt tình luôn. 10.000. Bao tươi luôn. Díp cá 10.000 luôn. Kêu rồi anh chị ơi, mua cho em nó về. Vợ con em nó đang chờ.
gió thọ, gió thọ bù tùm lum. À, cái này ta chọn vô. Bông hẹ 50.000. Đồng 1 kg họ chiều quá quý vị. Chiều rồi mấy người bán sáng giờ họ chọn quý vị. Ớt ba tri 35.000 quý vị. Ớt ba tri ớt sừng vàng 35.000 đồng 1 kg. Cái xà lách này một bó, xà lách lụa này một bó 10.000 nè. Cái ngọt 10.000 8.000 đồng 1 bó nè. Cái thìa 5.000 đồng 1 bó nè. Cá bê xanh 10.000 đồng 1 kg nè. Ớt sừng vàng, ớt đẹp á, ớt ba tri đẹp á 35.000 đồng 1 kg. 35.000 đồng 1 kg. Cải xà lách gai 8.000 đồng 1 kg. Bắp sú đất nông 10.000 đồng 1 kg. Cải thảo Đà Lạt, cải bắp thảo Đà Lạt quý vị. 12.000 đồng nha quý vị. Cải thảo Đà Lạt. Bí cô tiên nè quý vị, bí cô tiên nhé. 15.000 đồng. Ớt hiểm 25.000 đồng. Ớt hiểm ớt chữ thiên nha quý vị. 25.000 đồng, 20.000 đồng 1 kg. Rẻ lắm nha quý vị. Biết sao mà chia sẻ hết em biết. Cà bắp này là 15.000 đồng 1 kg. Rồi rồi dịnh ra dịnh ra dịnh ra dịnh ra rồi. Rồi rớt tùm lum tùm la hết. À, này là cải, này là Đà Lạt mới nhập vô nè. Cái anh này nè, anh đẩy đi là rớt tùm lum tùm la, mình đang dịnh xe cho anh cắt nè. Hàng mới tinh đó. Rồi á, cái họ vô họ Đà Lạt chở vô có lá nha quý vị, còn nãy mình thấy cái bông không. Ok. Đó, đó, tuột, thôi vậy chứ trơn quý vị. Trơn tuột. Đây, đây bà chủ A20 nè, ủng hộ chị này nha quý vị. Chị bán xả, xả 10.000. Xả cây cứ quanh năm xuống tháng là cứ 10.000, 8.000, không bao giờ xuống giá. Hành mới xuống ha, hành lọt hả? Hành lọt luôn. Ủa mình bán đây cả đêm luôn hả? Ở chứ anh bán sáng đêm luôn hả? Ôi. Dạ hả, chị bán cả đêm hả? Cái chị xinh đẹp đó bán cả đêm phải không? Hành lọt 20.000 đồng 1 kg. Xuống tim 10.000 đồng 1 kg. Bí ngòi 10.000 đồng 1 kg. Ngon lắm nha quý vị. Mình để luôn cái vỏ. Cái mình xắt ra, mình để luôn cái vỏ, không có bào vỏ nha quý vị. Mình xác ra giống như kiểu mình nấu canh, giống như bầu hoặc bí rau á, cộng lớn lớn á. Rồi cái mình nấu canh với tôm khô. Ngọt lắm, ngon. Ăn rồi quý vị, ngon lắm. Tí ngồi, rất là dễ nấu canh. 20.000 nè quý vị. Còn cái này nhiều bạn làm sao mà nghe VIP quá à. Cái này nhiều 30.000. Bông cải ba bi phải không? Bông cải ba bi, cái người đẹp này bán 30.000 đồng. Đang làm hàng có gì? Đang làm mua ủng hộ chị. Cái sớm này ở đây là có cái chị này là mua bán là vui vẻ nhất sớm luôn á. Nhất sớm ở đây á. Nhất sớm đây là chị bán vui vẻ lắm nha quý vị. Bí hồng 25.000 đồng 1 kg. Cái xà lách gai của ai đây? Của bên anh Sáu à? Bên Sáu. Xà lách gai bên anh Sáu, anh Tám. Xà lách gai là nhiêu bà bạn? 2. Hả? 2. 12. Xà lách gai mới tin luôn 12.000 đồng. Ok. Anh Sáu của mình á.
bạn Phước của mình á, ngồi sáu ký đi, 30 ngàn bạc, càng nhiều càng tốt. Năm ngàn đồng ký nha quý vị. Dạ phải không? Thì rau củ quả thì tình hình cái giá nó vậy, mình chia sẻ đây là giá bán lẻ vào lúc 5 giờ chiều nha quý vị. Thì cập nhật cái giá ở khu vực giữa A14, A16, A18, A20, cái giá nó cũng mang tính tham khảo buổi chiều là như vậy. Thì bà con đến đây mua ủng hộ. Thì không rẻ gì, thấy cái tình hình cái giá nó lên không rẻ thì giờ cũng được giá, mừng cho bà con nông dân. Cái đỏ không em? Cái đỏ nè, cũng 2 ký thôi. Video của mình đến đây kết thúc quý vị. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye. Cà chua nè, cứ ngắt chà bá luôn anh ơi. 5 ký hả?